Em biết là anh chỉ yêu có một mình em thôi mà đúng không? Chỉ cần là mình ráng thêm một chút xíu nữa là mình sẽ về chung một nhà với nhau. Em đến đây em cũng có quà cho anh đó. Trời ơi, em thật sự không muốn cái đám cưới này đúng không anh? Không có gì phải căng thẳng hết. Chỉ cần em ngoan, em nghe lời anh thì gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Em có biết không anh? Cái Toàn không phải là một người đơn giản. Chúng ta không bị sơ sót. Ông Nguyễn! Ông Nguyễn! Ông Nguyễn! Ông Trầm yên tâm, bây giờ mình đi tới tiệc cưới mình dắt mặt thằng Toàn cáo già cho nó mang nhung. Tụi mày tính đi đâu?